Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 34. Nàng Dina, con gái của Lea, xin cho Jacob đi ra thăm bọn con gái của xứ đó. Shechem, con trai Hemo người Hevit, hoàng tử xứ đó, thấy nàng thì cướp đi, nằm với nàng và làm điếm nhục nàng. Tâm hồn chàng vấn vít cùng Dina, con gái Jacob, thương mến con gái tơ đó, lấy lời ngon ngọt nói cùng nàng. Shechem nói cùng Hemo cha mình rằng, hãy cho tôi con gái này làm vợ. Vả Jacob hay được rằng chàng làm hư danh giá Dina con gái mình. Nhưng các con trai mình mắc ở ngoài đồng cùng súc vật, nên người làm thinh đến khi họ trở về. Lúc đó Hemo cha Shechem đến cùng Jacob đặng nói chuyện cùng người. Các con trai Jacob ở ngoài đồng trở về, vừa hay được việc ấy bèn nổi nóng và giận lắm vì việc ô danh mà Shechem đã xui cho họ Israel nằm cùng con gái của Jacob là việc chẳng bao giờ nên làm. Hemo nói cùng họ rằng, tâm hồn Shechem con trai tôi đã gian díu cùng con gái các ông, xin hãy gả nàng cho nó làm vợ. Hãy kết sư gia cùng nhau, các ông gả con gái cho chúng tôi rồi cưới các con gái chúng tôi lại. Hãy ở cùng chúng tôi, xứ sẵn dành cho các ông, hãy ở buôn bán và dựng cơ nghiệp tại đó. Shechem thưa cùng cha và các anh em của người con gái rằng, xin cho tôi được ơn trước mặt các ông, và điều chi các ông nói tôi xin nạp cho. Xin hãy đòi một lễ cưới cho lớn, xính nghi cho cao, tôi xin nạp theo y lời các ông nói. Nhưng hãy gả con gái đó cho tôi làm vợ. Các con trai Jacob đáp lại cùng Shechem và Hemo cha chàng, cùng dùng mưu nói chuyện với họ, vì Shechem đã làm mất danh giá của Dina em gái mình. Các người ấy nói rằng, gả em gái chúng tôi cho ai chẳng chịu phép cắt bì, ấy là một việc chúng tôi làm không được, vì sẽ là một nỗi nhút nha cho chúng tôi vậy. Chúng tôi sẽ nhậm lời các ông được, là khi nào các ông trở nên giống như chúng tôi, tức là mọi người nam chịu phép cắt bì. Vậy, chúng tôi sẽ gả con gái chúng tôi cho các ông, và sẽ cưới con gái các ông lại. Đoạn, ta sẽ ở chung nhau, thành ra một dân mà thôi. Còn nếu không khứng nghe theo lời, và không chịu phép cắt bì, thì chúng tôi bắt con gái lại và đi ở nơi khác. Bao nhiêu lời họ nói làm cho đẹp dạ Hemo và Shechem con trai người. Chàng trẻ tuổi đó không ngần ngại các việc họ đã định, vì con gái của Jacob đẹp lòng chàng. Vả, chàng đây là một người quý trọng hơn mọi người trong nhà cha mình. Vậy, Hemo và Shechem con trai người đi đến cửa thành mình, nói cùng dân trong thành như vậy. Các người đó ăn ở hòa thuận giữa vòng chúng ta. Vậy, cho họ ở trong xứ đặng buôn bán. Này, xứ cũng rộng cho họ ở. Chúng ta sẽ cưới con gái họ làm vợ và gả các con gái chúng ta lại. Nhưng họ bằng lòng ở cùng chúng ta đặng thành một dân, miễn khi nào các người nam trong bọn mình phải chịu phép cắt bì, chính như mọi người nam của họ vậy. Thế thì, há rằng các súc vật, các tài sản và các bầy của họ sẽ chẳng thuộc về chúng ta sao? Thôi, ta hãy nhận theo họ điều đó đi, để họ ở chung cùng chúng ta. Mọi người đi ra cửa thành mình đều nghe theo lời Hemo và Shechem, con trai người, và hết thảy người nam đi ra cửa thành mình đều chịu phép cắt bì. Đến ngày thứ ba, khi mọi người đang đau đớn, thì hai con trai Jacob là Simeon và Levi, anh nàng Dina, cầm mỗi người một thanh gươm, thừa khi ai nấy yên ổn xông vào thành giết hết thảy người nam. Hai người lại lấy gươm giết Hemo và Shechem, con trai người, đem nàng Dina ra khỏi nhà Shechem rồi đi. Vì cớ họ làm mất danh giá em gái mình, nên các con trai Jacob xông vào những xác chết và phá cướp thành, bắt các bầy chiên, bò, lừa cùng vật chi trong thành và ngoài đồng, cướp đem đi hết tài vật, các con trẻ và đàn bà cùng mọi vật chi ở trong nhà vậy. Jacob bèn nói cùng Simeon và Levi rằng, bay xui cho tao bối rối, làm cho dân xứ này là người Canaan và người Pheresit oán ghét tao vậy. Tao đây chỉ có ít người, nếu họ hiệp lại đánh tao, thì
thì chắc tao và nội nhà đều bị tàn hại. Đáp rằng, chúng tôi nỡ chịu người ta đãi em gái chúng tôi như con đĩ sao? Chương 35. Đức Chúa Trời phán cùng Gia-cốp rằng, hãy trỗi dậy, đi lên Bê-tên mà ở, và hãy lập nơi đó một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là đấng hiện ra cùng ngươi, đang lúc chạy trốn khỏi Ê-sao, anh ngươi. Gia-cốp bèn nói cùng vợ con và mọi kẻ đi theo mình rằng, hãy dẹp các tượng thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi, làm cho mình được thanh sạch và thay áo sống đi. Đoạn chúng ta hãy trỗi dậy, đi đến Bê-tên. Nơi đó ta sẽ lập một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là đấng đã trả lời ta trong lúc nguy hiểm và đã phù hộ ta trong khi đi đường. Họ bèn đưa cho Gia-cốp các tượng thần ngoại bang của mình và các vòng đeo nơi tai, rồi người chôn mấy vật đó dưới gốc cây dẻ bột gần thành Si-chem. Đoạn chúng khởi hành, Đức Chúa Trời bèn giáng sự kinh hãi cho các thành ở chung quanh đó, nên họ chẳng dám đuổi theo các con trai của Gia-cốp. Gia-cốp cùng mọi kẻ đi theo đến tại Lu-sơ là thành Bê-tên thuộc về xứ Ca-na-an. Người lập tại đó một bàn thờ, đặt tên chốn này En Bê-tên, vì là nơi Đức Chúa Trời đã hiện ra cùng người trong lúc chạy trốn khỏi anh mình. Khi đó Deborah, mụ vú của Rebecca qua đời, được chôn thân dưới thành Bê-tên tại gốc dẻ bột. Nhân đó người ta gọi là cây Alon Bakuk. Khi ở xứ Phanan Aram đến, Đức Chúa Trời lại hiện ra cùng Gia-cốp nữa, ban phước cho người và phán rằng, tên ngươi là Gia-cốp, sau này sẽ chẳng gọi Gia-cốp nữa, nhưng sẽ đặt là Israel. Rồi Ngài đặt tên người là Israel. Đức Chúa Trời lại phán rằng, ta là Đức Chúa Trời toàn năng, ngươi hãy sinh sản và thêm nhiều. Một dân cho đến nhiều dân đều sẽ do nơi ngươi mà sinh, cùng các vua sẽ do nơi mình ngươi mà ra. Xứ ta đã cho Abraham và Isaac, thì ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi. Đức Chúa Trời bèn ngự lên khỏi nơi Ngài đã phán cùng Gia-cốp. Người dựng một cây trụ đá tại nơi Đức Chúa Trời đã phán cùng mình, dâng lễ quán và tưới dầu vào. Đoạn Gia-cốp đặt tên nơi Đức Chúa Trời đã phán cùng mình là Bê-tên. Ở từ Bê-tên đi, họ còn cách Ê-phrát chừng vài thôi đường, thì Ra-chên sinh nở. Việc sinh nở của người thật đau đớn. Trong khi khó sinh, bà mụ nói rằng, đừng sợ chi, vì nàng còn một con trai nữa. Vả, bởi Ra-chên gần trút linh hồn, vì đang cơn hấp hối, nên người đặt đứa con trai đó tên là Benoni, còn cha nó lại đặt tên là Benjamin. Vậy Ra-chên qua đời, được chôn bên con đường đi về Ê-phrát, tức là Bethlehem. Gia-cốp dựng một mộ bia, ấy là mộ bia của Ra-chên, đến ngày nay hãy còn di tích. Kế đó, Israel đi đóng trại ở ngoài nơi tháp Ê-đê. Vả nhằm khi Israel ngủ tại xứ này, thì Ru-bên có đến nằm cùng Bi-la vợ lẽ của cha mình. Israel hay được việc đó. Vả Gia-cốp có được 12 con trai. Con của Lê-a là Ru-bên, trưởng nam của Gia-cốp. Kế nữa là Simeon, Lê-vi, Giu-đa, Y-sa-ca và Sa-bu-lôn. Con của Ra-chên là Joseph và Benjamin. Con của Bi-la đòi của Ra-chên là Dan và Nephtali. Và con của Sin-ba đòi của Lê-a là Gát và A-se. Ấy đó là các con trai của Gia-cốp sinh tại xứ Pha-đan Aram. Gia-cốp đến cùng Y-sác cha mình ở Mamre tại thành Kiriat Araba, tức là Hebron, nơi Abraham và Y-sác đã kiều ngụ. Y-sác hưởng thọ được 180 tuổi, người tuổi cao tác lớn, thỏa mãn về đời mình, tắt hơi, được về cùng tổ phụ. Ê-sau và Gia-cốp, hai con trai, chôn người. Chương 36. Đây là dòng dõi của Ê-sau, tức là Ê-đôm vậy. Ê-sau cưới các vợ trong bọn con gái xứ Canaan là Ada, con gái Ê-lôn người Hê-tít, Ô-hô-li-ba-ma, con gái Anna, cháu ngoại của Si-bê-ôn người Hê-vít, cùng Bách-mát, con gái Ít-ma-ên và là em gái của Nê-ba-dốt. Ada sinh Ê-li-pha cho Ê-sau, Bách-mát sanh Rê-u-ên, còn Ô-hô-li-ba-ma sanh Giê-úc, Gia-lam và Cô-ra. Ấy đó là các con trai của Ê-sau sinh tại xứ Canaan.
Ê-sau dẫn các vợ, con trai, con gái mình, mọi người nhà, các bầy chiên, lục súc và tài vật mình đã gây dựng tại xứ Canaan dời qua xứ khác, cách xa Gia-cốp em mình. Vả vì cớ hai anh em của cải nhiều, bầy súc vật đông, xứ đang kiều ngụ không đủ đất dùng nữa, nên ở chung nhau chẳng được. Vậy Ê-sau, tức là Ê-đôm, ở trên núi Se-ir. Đây là dòng dõi Ê-sau, tổ phụ dân Ê-đôm, ở trên núi Se-ir. Đây là tên các con trai Ê-sau: Ada vợ người sinh Ê-li-pha, Bách-mát cũng vợ người sinh Re-u-en. Con trai của Ê-li-pha là Thê-ma, Ô-ma, Sê-phô, Ga-tham và Kê-na. Thim-na vợ lẽ Ê-li-pha, con trai của Ê-sau, sinh A-ma-lét cho người. Đó là cháu của Ada vợ Ê-sau. Còn đây là con trai của Re-u-en: Na-hát, Sê-rách, Sa-ma và Mít-sa. Ấy là các cháu của Bách-mát, cũng vợ Ê-sau. Và mấy người này là con trai của Ô-hô-li-ba-ma, vợ của Ê-sau, con gái Anna, cháu ngoại Si-be-ôn. Nàng sinh cho Ê-sau Giê-úc, Gia-lam và Cô-ra. Đây là các trưởng tộc trong vòng con cháu Ê-sau. Các con trai Ê-li-pha, con trưởng nam của Ê-sau, là trưởng tộc Thê-mang, trưởng tộc Ô-ma, trưởng tộc Sê-phô, trưởng tộc Kê-na, trưởng tộc Cô-ra, trưởng tộc Ga-tham và trưởng tộc A-ma-lét. Đó là các trưởng tộc do nơi Ê-li-pha sinh tại xứ Ê-đôm và là các cháu của A-đa. Đây là các con trai của Re-u-en con Ê-sau: trưởng tộc Na-hát, trưởng tộc Sê-rách, trưởng tộc Sa-ma và trưởng tộc Mít-sa. Đó là các trưởng tộc do nơi Re-u-en sinh ra tại xứ Ê-đôm và là các cháu của Bách-mát. Đây là các con trai của Ô-hô-li-ba-ma vợ Ê-sau: trưởng tộc Giê-úc, trưởng tộc Gia-lam và trưởng tộc Cô-ra. Đó là mấy trưởng tộc do Ô-hô-li-ba-ma vợ Ê-sau, con gái của Anna sinh ra. Ấy là các con trai của Ê-sau, tức là Ê-đôm, và đó là mấy trưởng tộc của họ. Đây là các con trai của Se-ir người Hô-rít, thuở xưa ở tại xứ đó: Lô-than, Sô-banh, Si-be-ôn, Anna, Đi-sôn, Ét-xê và Đi-sang. Đó là mấy con trai của Se-ir trưởng tộc dân Hô-rít ở tại xứ Ê-đôm. Các con trai của Lô-than là Hô-ri và Hê-mang, còn Thim-na là em gái Lô-than. Đây là các con trai của Sô-banh: Anh-vang, Ma-na-hát, Ê-banh, Sê-phô và Ô-nam. Đây là các con trai của Si-be-ôn, A-ya và Anna. Ấy là Anna có tìm đặng suối nước sôi nơi đồng vắng, trong khi chăn lừa cho Si-be-ôn cha nàng. Đây là con gái của Anna, Đi-sôn và Ô-hô-li-ba-ma con gái người. Đây là con trai của Đi-sôn: Hem-đan, Ết-ban, Dít-rang và Kê-rang. Đây là con trai của Ét-xê: Binh-hang, Sa-van và A-can. Đây là con trai của Đi-sang: Út-sơ và A-rang. Còn đây là các trưởng tộc dân Hô-rít: trưởng tộc Lô-than, trưởng tộc Sô-banh, trưởng tộc Si-be-ôn, trưởng tộc Anna, trưởng tộc Đi-sôn, trưởng tộc Ét-xê và trưởng tộc Đi-sang. Đó là các trưởng tộc của dân Hô-rít ở tại xứ Se-ir. Trước khi dân Israel chưa có một vua nào cai trị, thì đây là các vua trị vì xứ Ê-đôm: Bê-la, con trai Bê-ô trị vì xứ Ê-đôm, tên thành người là Đin-ha-ba; vua Bê-la băng; Yô-báp, con trai Sê-rách người Bốt-ra lên kế vị; vua Yô-báp băng; Hu-sam, người xứ Thê-mang lên kế vị; vua Hu-sam băng; Ha-đát, con trai Bê-đát lên kế vị. Ấy là vua này đánh thắng dân Ma-đi-an tại đồng Mô-áp và tên thành người là A-vít. Vua Ha-đát băng; Sam-la, người Ma-ri-ca lên kế vị; vua Sam-la băng; Sao-lơ, người Rê-hô-bốt ở trên mé sông lên kế vị; vua Sao-lơ băng; Ba-anh-ha-nan, con trai Ạc-bồ lên kế vị; vua Ba-anh-ha-nan băng; Ha-đa lên kế vị, tên thành người là Ba-u, vợ người là Mê-hê-ta-bê-ên, con gái của Mác-rết, cháu ngoại Mê-sa-háp. Đây là các trưởng tộc do nơi Ê-sau sinh ra, kể theo chi tộc, địa hạt và tên mình: trưởng tộc Thim-na, trưởng tộc Anh-va,
trưởng tộc Jehet, trưởng tộc Oholibama, trưởng tộc Ela, trưởng tộc Phinon, trưởng tộc Kena, trưởng tộc Theman, trưởng tộc Mepsa, trưởng tộc Magdien và trưởng tộc Iram. Đó là các trưởng tộc của Edom tùy theo nhà ở trong xứ của họ. Tổ phụ của dân Edom là Esau. Chương 22. Hỡi các anh, các cha, hãy nghe điều tôi đương nói với để binh vực mình. Khi chúng nghe người nói tiếng Hebrew thì càng chăm chỉ bội phần. Người bèn nói rằng: tôi là người Juda, sinh tại thành Tạc Sơ, trong xứ Cilici, nhưng nuôi tại đây, trong thành này, học nơi chân Gamaliel, đúng theo trong luật pháp của tổ phụ chúng ta. Vốn tôi đầy lòng sốt sắng vì Đức Chúa Trời, cũng như các ngươi hôm nay vậy. Tôi từng bắt bớ phe này cho đến chết, bất kỳ đàn ông đàn bà đều xiềng lại và bỏ tù. Về điều đó, thầy cả thượng phẩm cùng cả hội đồng trưởng lão đều làm chứng cho tôi. Vì bởi những người đó mà tôi nhận được các thơ gửi cho anh em thành Đa Mách, là nơi tôi toan đi, đặng bắt trói những người ở đó dẫn về thành Jerusalem để xử phạt. Và lúc tôi đương đi đường, gần đến thành Đa Mách, độ ban trưa, thình lình có ánh sáng lớn từ trên trời giáng xuống, soi sáng chung quanh mình tôi. Tôi té xuống đất và nghe có tiếng phán cùng tôi rằng: hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, làm sao ngươi bắt bớ ta? Tôi trả lời rằng: lạy Chúa, Chúa là ai? Ngài phán: ta là Giê-xu ở Nazareth mà ngươi đường bắt bớ đây. Những kẻ đi với tôi thấy ánh sáng rõ ràng, nhưng chẳng nghe tiếng của đấng phán cùng tôi. Tôi bèn thưa: lạy Chúa, tôi phải làm chi? Chúa đáp rằng: hãy chờ dậy, đi đến thành Đa Mách, ở đó người ta sẽ nói mọi điều đã truyền cho ngươi làm. Bởi cớ sự chói lói của ánh sáng đó thì tôi chẳng thấy được, nên những kẻ cùng đi nắm tay dắt tôi đến thành Đa Mách. Tên Anania kia là người nhân đức theo luật pháp, được các người Juda trú tại Đa Mách đều làm chứng tốt, có đến tìm tôi. Người đứng trước mặt tôi mà nói rằng: hỡi Sao-lơ anh tôi, hãy sáng mắt lại. Liền một lúc tôi được sáng mắt và xem thấy Anania. Đoạn người nói với tôi rằng: Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã định cho anh được biết ý muốn Chúa, được thấy đấng công bình và nghe lời nói từ miệng Ngài. Vì anh sẽ làm chứng cho Ngài trước mặt mọi người về những việc anh đã thấy và nghe. Bây giờ anh còn trễ nải làm chi? Hãy chờ dậy, cầu khẩn danh Chúa mà chịu phép báp têm và làm sạch tội lỗi mình đi. Đến lúc trở về thành Jerusalem, tôi đứng cầu nguyện trong đền thờ thì bị ngất trí. Thấy Đức Chúa Giê-xu phán cùng tôi rằng: hãy vội vàng, lập tức ra khỏi thành Jerusalem, vì họ sẽ chẳng nhận lời ngươi làm chứng về ta đâu. Tôi thưa rằng: lạy Chúa, chính họ biết tôi từng bỏ tù những người tin Chúa và đánh đòn trong các nhà hội nữa. Lại khi Ê-tiên là kẻ làm chứng cho Chúa bị đổ máu, tôi ở đó đành lòng và giữ áo sống những kẻ giết người. Chúa bèn phán cùng tôi rằng: hãy đi, vì ta toan sai ngươi đi đến cùng dân ngoại ở nơi xa. Chúng chịu nghe người nói đến đó. Xong đến câu ấy thì vùng kêu lên rằng: hãy cất người dường ấy khỏi thế gian, nó chẳng đáng sống đâu. Chúng kêu la, cởi áo, hất bụi bay lên giữa khoảng không. Quản cơ bèn truyền điệu người vào trong đồn, dùng roi mà tra người để biết vì cớ gì chúng kêu la nghịch cùng người. Họ đang căng người ra để đánh đòn thì Phao-lô nói cùng thầy đội đương đứng đó rằng: ngươi được phép đánh đòn một người quốc dân Roma mặc dù người đó chưa thành án hay sao? Vừa nghe mấy lời đó, thầy đội đi thưa cùng quản cơ rằng: ông toan làm chi, vì người này là quốc dân Roma. Quản cơ đến hỏi Phao-lô rằng: hãy nói cho ta biết ngươi có phải là quốc dân Roma chăng? Người trả lời rằng: phải. Quản cơ lại nói: ta đã mua được quyền lợi quốc dân đó cao giá lắm. Phao-lô nói: còn phần tôi thì có quyền lợi đó từ lúc mới sinh ra rồi. Tức thì những kẻ tra khảo người đều tránh xa ra. Và khi quản cơ biết người mình đã biểu trói lại đó là quốc dân Roma thì sợ hãi. Hôm sau,
Quản cơ muốn biết cho đúng vì cớ nào Phaolô bị người Giuđa cáo, bèn sai mở trói, truyền cho các thầy tế lễ cả và cả tòa công luận nhóm lại, rồi dẫn Phaolô ra, bắt đứng trước mặt họ. Chương 23. Phaolô mắt chăm chỉ trên tòa công luận nói rằng: Hỡi các anh em, trước mặt Đức Chúa Trời, tôi đã ăn ở trọn lương tâm tử tế cho đến ngày nay. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm là Anania biểu mấy kẻ đứng gần Phaolô vả miệng người. Phaolô bèn nói cùng người rằng: Hỡi bức tường tô trắng kia, Đức Chúa Trời sẽ đánh ông. Ông ngồi để xử đoán tôi theo luật pháp mà lại không kể luật pháp, biểu người đánh tôi. Những kẻ đứng đó nói rằng: Ngươi nhiếc móc thầy cả thượng phẩm của Đức Chúa Trời sao? Phaolô trả lời rằng: Hỡi anh em, tôi chẳng biết là thầy cả thượng phẩm, vì có chép rằng: Chớ sỉ nhục người cai trị dân mình. Phaolô biết trong bọn họ phần thì người Sa-đu-xê, phần thì người Pha-ri-si, bèn kêu lên trước tòa công luận rằng: Hỡi anh em, tôi là người Pha-ri-si, con của dòng Pha-ri-si. Ấy là vì sự trông cậy của chúng ta và sự sống lại của những kẻ chết mà tôi phải chịu xử đoán. Người vừa nói xong như vậy thì sự cãi lẫy nổi lên giữa người Pha-ri-si với người Sa-đu-xê và hội đồng chia phe ra. Vì chân người Sa-đu-xê quyết rằng không có sự sống lại, cũng không có thiên sứ, thần chi hết, còn người Pha-ri-si lại nhận cả hai điều tin ấy. Tiếng kêu la lớn liền dậy lên. Có mấy thầy thông giáo về dòng Pha-ri-si đứng dậy cãi lẽ cùng kẻ khác rằng: Chúng ta chẳng thấy trong người này có điều ác gì. Nào ai biết, chẳng phải thần hoặc thiên sứ đã nói cùng người. Vì sự rối loạn càng thêm, quản cơ Ê-pha-lô bị chúng phân thây chăng, nên truyền quân kéo xuống đặng cướp người ra khỏi giữa đám họ và đem về trong đồn. Qua đêm sau, Chúa hiện đến cùng người mà phán rằng: Hãy dục lòng mạnh mẽ. Ngươi đã làm chứng cho ta tại thành Jerusalem thế nào, thì cũng phải làm chứng cho ta tại thành Roma thế ấy. Đến sáng, người Giuđa họp đảng lập mưu mà thề nguyện rằng chẳng ăn chẳng uống cho đến giết được Phaolô. Có hơn 40 người đã lập mưu đó. Họ đến kiếm các thầy tế lễ cả và các trưởng lão mà rằng: Chúng tôi đã thề với nhau rằng chẳng ăn chi hết cho đến lúc giết được Phaolô. Vậy bây giờ các ông với tòa công luận hãy xin quản cơ bắt nó đến đứng trước mặt các ông, như là muốn tra xét việc nó cho kỹ càng hơn nữa. Còn chúng tôi sửa soạn sẵn, để khi nó chưa đến đây thì giết đi. Nhưng có con trai của chị Phaolô biết được mưu gian ấy, đến nơi đồn và nói trước cho Phaolô. Phaolô bèn gọi một đội trưởng mà nói rằng: Hãy đem gã trai trẻ này đến cùng quan quản cơ, chàng có việc muốn báo tin. Vậy đội trưởng đem chàng đi, dẫn đến nhà quản cơ và thưa rằng: Tin tù Phaolô có gọi tôi biểu đem gã trai trẻ này đến cùng quan, chàng có việc muốn nói. Quản cơ nắm tay người trai trẻ kéo xe ra hỏi rằng: Ngươi có việc gì báo tin cùng ta? Thưa rằng: Người Giuđa đã định xin quan đến ngày mai, bắt Phaolô đứng trước tòa công luận, như là họ muốn tra xét việc của người cho kỹ càng hơn. Nhưng xin quan chớ tin họ, vì có hơn 40 người trong bọn họ lập kế hại Phaolô, đã thề nguyện với nhau chẳng ăn uống chi hết trước khi chưa giết được người. Hiện bây giờ họ đã sắm sẵn, chỉ đợi quan trả lời đó thôi. Quản cơ cho gã trai trẻ ấy về, cấm không cho nói với ai về điều người đã tỏ ra cùng mình. Đoạn quản cơ đòi hai viên đội trưởng dặn rằng: Vừa giờ thứ ba đêm nay, hãy sắm sẵn 200 quân, 70 lính kỵ, 200 lính cầm giáo, đặng đi đến thành Cesare. Lại cũng phải sắm ngựa nữa, để đưa Phaolô vô sự đến nơi quan tổng đốc Philip. Người lại viết cho quan đó một bức thư như sau này: Cơ lốt Lysia chúc bình an cho quan lớn tổng đốc Philip. Dân Giuđa đã bắt người này, toan giết đi. Khi tôi đã đem quân đến thình lình mà cướp người ra khỏi, vì đã nghe người là quốc dân Roma, bởi tôi muốn biết vì cớ nào họ cáo người, nên giải người đến tòa công luận. Tôi thấy người bị cáo mấy việc về luật pháp họ, nhưng họ không kiện người về một tội nào đáng chết hay đáng tù cả. Song tôi có nghe người ta tính kế hại người này, nên lập tức sai người đến nơi quan, và cũng cho các kẻ cáo người biết rằng phải đến trước mặt quan mà đối nại.
Vậy quân lính đem Phao-lô đi theo như mạng lệnh mình đã lãnh, và đứng ban đêm điệu đến thành Antipatri. Sáng ngày lính kỵ đi với người, còn quân khác trở về đồn. Những người này tới thành Caesare đưa thơ cho quan tổng đốc và đem nộp Phao-lô. Quan tổng đốc đọc thơ rồi bèn hỏi Phao-lô vốn ở tỉnh nào. Vừa biết người quê tỉnh Cilici thì rằng: lúc nào bọn nguyên cáo đến đây ta sẽ nghe người. Đoạn truyền giữ Phao-lô lại trong nơi công đàn Herod. Thi thiên 145. Hỡi vua là Đức Chúa Trời tôi sẽ tôn cao Ngài, chúc tụng danh Ngài đến đời đời. Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa, ngợi khen danh Chúa đến đời đời vô cùng. Đức Giê-hô-va là lớn và đáng ngợi khen thay, sự cao cả Ngài không thể dò xét được. Dòng dõi này sẽ ca tụng công việc Chúa cho dòng dõi kia và rao truyền việc quyền năng của Chúa. Tôi sẽ suy gẫm về sự tôn vinh oai nghi rực rỡ của Chúa và về công việc lạ lùng của Ngài. Người ta sẽ nói ra sự năng lực về việc đáng kinh của Chúa, còn tôi sẽ rao truyền sự cao cả của Chúa. Người ta sẽ truyền ra kỷ niệm về sự nhân từ lớn của Chúa và hát lớn lên sự công bình Chúa. Đức Giê-hô-va hay làm ơn, có lòng thương xót, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người, sự từ bi Ngài giáng trên các vật Ngài làm nên. Hỡi Đức Giê-hô-va, các công việc Ngài sẽ ngợi khen Ngài, những người thánh Ngài cũng sẽ chúc tụng Ngài. Họ sẽ nói về sự vinh hiển nước Chúa, thuật lại quyền năng của Chúa, đặng tỏ ra cho con loài người biết việc quyền năng của Chúa và sự vinh hiển oai nghi của nước Ngài. Nước Chúa là nước có đời đời, quyền cai trị của Chúa còn đến muôn đời. Đức Giê-hô-va nâng đỡ mọi người sa ngã và sửa ngay lại mọi người cong khom. Con mắt muôn vật đều ngửa trông Chúa, Chúa ban cho chúng đồ ăn tùy theo thì. Chúa xẻ tay ra làm cho thỏa nguyện mọi loài sống. Đức Giê-hô-va là công bình trong mọi đường Ngài, hay làm ơn trong mọi công việc Ngài. Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, tức ở gần mọi người có lòng thành thực cầu khẩn Ngài. Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài, cũng nghe tiếng kêu cầu của họ và giải cứu cho. Đức Giê-hô-va bảo hộ những kẻ yêu mến Ngài, song hủy diệt những kẻ ác. Miệng tôi sẽ đồn ra sự ngợi khen Đức Giê-hô-va, nguyện cả loài xác thịt chúc tụng danh thánh của Ngài cho đến đời đời vô cùng. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.